Xin chào quý vị và các bạn. Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào không giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Nghề nuôi gái được viết bởi tác giả Trường Lê. Một vị tác giả mà trước đây thì Hồng Nhung cũng đã chuyển thể rất là nhiều tác phẩm của anh rồi. Và tác giả này cũng đón nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị qua bộ truyện giả diện hoàng kim. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Và tôi đúng, vì sau đó thằng mặc nhầm quần và đi bùng đó có bao giờ đến quán nữa đâu. Trang thì cay cú, chửi bới loạn lên. Không cay sao được, tự nhiên cho nó đi không được tiền, lại còn phải móc tiền túi ra trả tiền phòng. Âu cũng là do cái số. Đang nói chuyện với cái Trang thì cái Yến đi khách về, nó đi từ lúc tôi bắt đầu đi đón cái hoa. Tôi ngớ người nghĩ con này đi lâu thế. Chà tôi nhìn thấy nó đi đôi dép như là cái xà lan. Mày đi dép ai đấy hả em? Dép quốc mày đâu? Yến trả lời. Em đi dép của khách. Nãy nó trêu em đứt cả dép rồi. Và em lấy dép của nó để đi về. Nghe thế thôi cũng thấy khó chịu. Nãy khách vào nhà là ai? Là hai cái thằng trẻ mà các mẹ cứ tiếu tà tiếu tít. Thấy khách trẻ là đi không muốn về Kiểu này trên phòng đùa nhau xong đứt giày đứt dép chứ sao nữa Tôi nói Mày bị ngáo à? Nhà mình gần đây mày đi bộ Đi chân đất về rồi thay giày thay dép cũng được Mày lấy dép nó về thì tí nó đi ra đường kiểu gì Bạn bè nó trêu đi chơi với gái mất cả dép hai về nhà bố mẹ nó hỏi thì sao? Vừa dứt mồm thì hai thằng kia nó phi xe đến quán Nó rồ ga tí đâm cả vào cửa quán Tôi thấy không ổn đi ra và nói làm sao đấy? có việc gì? định phá à? thằng đi chân đất ngồi sau và nói để lấy dép. nãy con kia nó đi về. tôi gọi cái yến mang đôi dép ra cho nó rồi bảo dép đây. lấy đồ đạc thì có phải bình tĩnh chứ? phi xe thế này đâm vào cửa kính thì vỡ làm sao? thằng ngồi trước cười khẩy. <laughs> chẳng làm sao cả. Nóng mặt hai cái thằng ôn con này lắm rồi Tôi chửi luôn Không làm sao cái thằng bố nhà chúng mày Bố đố thằng nào đâm xe vỡ kính nhà bố mày đấy Đâm vỡ bố cho mỗi thằng 5 triệu Hai thằng vẫn cố nhảy Làm sao? Làm sao? Sao cái mả cụ nhà chúng mày luôn Giỏi thì xuống xe Nói xong tôi phi vào nhà Lục cầm giường lấy con phóng lợn ra Hai con chó rổ ga đi một đoạn Xong vẫn quay lại chửi Mẹ lúc ca ve Quá bực mình tôi đi vào nhà mặt như đâm lề Tôi chỉ thẳng vào mặt đám nhân viên và nói Chúng mày thấy chưa? Lúc chưa đi chúng nó cười cười đùa đùa Chơi xong về nó chửi là lũ ca ve đấy Nghe có thích không? Chúng mày toàn tạo cớ cho chúng nó chửi thôi Cả bọn im lặng không ai nói câu nào Tôi nói với kệ Yến Đi khách thì chiêu đùa ít thôi Vui thì nó vui Cấu lên nó đánh cho đấy Mày có lấy đồ của nó nữa Thế nay nó cũng ở lại đây đánh nhau Thì có phải cái chuyện không đâu mà lại âm Mỹ hết cả lên không Hai thằng kia chạy Bay chạy biến Dám ở lại thể hiện lúc nữa Thì bố mày cho lết xác về đến nhà Nhưng chúng nó cũng khôn Biết đánh nhau ở đây thì chỉ có chúng nó chết Chứ nhìn hai thằng đầu tóc gầy lai dựng đứng Cũng lất cất lắm Tưởng những vận đen đến đây là hết Nhưng vẫn chưa Đêm đó nhà nghỉ gọi các hoa đi đêm Hoa hôm đó không dính dáng gì đến hãm Nên cũng ngủ. Cả nhà hôm đó mỗi mình Hoa được đi đêm Sáng hôm sau nó về Mở cửa vào nhà Nó gọi tôi Anh ơi Ra em đưa tiền đi đêm nhà nghỉ họ trả Tôi đi ra Ngồi đợi nó móc cả hai bên áo ngực Mà vẫn không thấy tiền Nó mặc đầm hai giây Nên làm gì có túi Móc bên này không có Móc bên kia cũng không có Vẫn chẳng thấy tiền đâu Nó nhìn tôi ngại quá đi vào nhà tắm Chắc là vào nó lột cả ra để xem có rắt ở đâu không. Đi ra đầm thì sọc sạch, dây đầm thì lệch sang cả một bên. Vai mặt nó ngắn tũn. Anh ơi, chắc em đi xe về gió bay rơi mất tiền rồi anh ạ. Chắc cái gì nữa, trên người mày nếu không nhét tiền vào, quần lót, thì ngoài áo ngược ra còn nhét được vào đâu, hoa luống cuống. Hay để em quay xe lại tìm. Tiền rơi ra đường mà đòi tìm, nhưng thôi, không nữa cướp mất hy vọng cuối cùng của nó nên tôi vẫn để nó đi. 15 phút sau nó quay lại với gương mặt bánh đa ngầm nữa. Không thấy đâu nữa anh ạ. Thế lại thêm một đứa nữa đi đêm không có tiền. Có nhà tôi còn châm chức kiểu đấy một hai lần. Chứ nhà khác nó trừ tiền vào thẳng nhân viên. Nhưng nghĩ cũng khổ. Đi cả đêm nó nẹn cho hỏng người. Đến sáng về rơi tiền. Trừ nữa sao được. Tôi vẫn nói. Lần này coi như không công Lần sau cẩn thận Cho tiền vào trong cốp xe Mất nữa Không những không được tiền Mà chính anh còn bị trừ tiền nữa cơ đấy Vâng em nhớ rồi ạ Tôi bảo nó Thôi đi ngủ đi Chưa dậy ăn cơm thì anh gọi Đúng là các cụ đã có câu Đen thì cái đèn nó cũng nôn Hai Làm cái nghề này ngoài những lúc phải cứng với khách ra thì cũng cần phải mềm mỏng khéo léo là vô cùng quan trọng khách vào nhà không thích còn đuổi ra được chứ cán bộ đến thì cứng đến mấy cũng phải mềm không những mềm mà lại còn phải nhũn ra nữa cơ bình thường thì không sao cứ vui vẻ làm ăn bình thường thôi nhưng thỉnh thoảng có đợt truy quét là chạy như chạy nạn nó theo dây chuyền với hệ thống cả rồi các quan đi tuần là phải cẩn thận chẳng phải riêng quán xá mà các nhà nghỉ tôi cũng hết hồn thời điểm luân phiên thay đổi cán bộ mới là lúc bị làm phiền nhiều nhất cai ngấy tích cực kiểm tra trật tự chị an nhà nào cũng vào hỏi thăm tận tình trước đó hai ngày thì bà chị tôi cùng các quán xung quanh cũng đã gặp riêng nhau một buổi để nói chuyện tầm đó còn sớm lắm mới có mười giờ bốn mươi lăm phút đang ngồi thấy có điện thoại từ ông minh hôm nay nghỉ sớm đi em ơi tắt điện đi đang đi kiểm tra đấy tôi vội vàng tắt biển nhưng vẫn để điện trong nhà mấy đứa nhân viên đang ngồi xem tivi lúc đó nhà còn hai đứa thôi đợi đến mười một giờ mà chẳng thấy ai đến kiểm tra đang đứng hóng thì có mấy xe máy đi đến hai ông đi đầu mặc quần áo dân sự mới nhìn cứ tưởng khách tôi đến mời mọc hai anh đi chơi ạ à? hai anh vào nhà rồi chưa kịp nói hết câu thì hai anh nữa phi lên hai chú dân phòng chở hai anh cia trẻ măng thấy thế tôi hơi hốt à hai anh vào nhà uống nước ạ à? tí nữa thì xem ai ưng thì đi hai anh cia xuống xe chú dân phòng cầm dùi cu chỉ vào tôi và nói giờ này mà vẫn mở cửa chưa đóng à không nghe quán triệt à đúng là hãm giờ này mới là giờ làm ăn lại bắt người ta đóng cửa thì coi mà ăn cám mà cái ông chĩa rồi cô vào mặt tôi tháng nào cũng đến quán làm mấy lít biết để đi với cán bộ to nhưng cũng đừng có vô tình với nhau như thế chứ tôi dạ vâng vâng chú cháu cũng rút biển rồi có làm nữa đâu ạ à? chú xem cả khu có mỗi điện đường anh cia trẻ thì có ăn có học nên nói chuyện lịch sự hơn anh hỏi tôi Thế nhà mình thường làm đến mấy giờ hả em? Anh thấy mỗi nhà mình còn sáng Dạ Bình thường đến 11 giờ là cũng đóng cửa Em cũng tắt biển rồi Nhưng mấy đứa em nó đang ngồi xem bộ phim Còn hai đứa nữa thì đang đi ăn đêm Đợi chúng nó về là nghỉ ạ Nói là đi ăn đêm Chứ chẳng nhẽ lại nói em đợi chúng nó đi chén sai về rồi mới đóng Mà đóng gì giờ này Giờ nghỉ là 1-2 giờ đêm cơ mà Anh ấy nói tiếp Thế bây giờ nhà mình có bao nhiêu người? Mấy em đây đã đăng ký tạm trú tạm vắng chưa? À. Tên anh là Anh mới chuyển về đây công tác. Hôm nay đi cùng với mấy anh em kiểm tra khu vực. Bỏ mẹ rồi. Cái anh trước đây thì tôi quen, anh này thì tôi đâu có biết. Mà lại hỏi đến vấn đề tạm trú với tạm vắng thì không biết trả lời thế nào. Phát không được mà khai thật cũng không xong. Không đợi tôi trả lời, anh hỏi tiếp. Thế em là chủ ở đây à? Anh tưởng chủ là chị khác cơ mà Tôi vớ được cơ hội trả lời luôn À đúng rồi ạ à. Em chỉ trông quán thôi Còn chị em bây giờ không có ở đây Anh đợi em gọi điện Anh nói chuyện luôn nhé Tôi lấy máy bấm số gọi luôn cho bà chị Chị ơi Có mấy anh khu vực đến hỏi Bà bảo tôi đưa máy cho anh CIA trẻ đẹp dai trong lúc anh ấy đang nói chuyện với tôi thì tôi rót nước mời mẹ anh còn lại đang ngồi xem fashion trên TV. Hôm đó chiếu cái show của Victoria Secret nên cả ông ấy chăm chú lắm. Chỉ có cái anh kia là quan tâm đến công việc. Nói chuyện một lúc thì anh kia trả điện thoại cho tôi, anh nói: "Em chú ý, từ ngày mai 10 giờ 30 là phải tắt biển, tắt đèn. Anh không muốn nhắc nhiều đâu. Giờ em xem đóng cửa luôn đi." Dạ vâng, em đóng cửa bây giờ đi ạ. Đoạn anh kia nói mấy ông đang ngồi vẫn đang dán mắt vào cái ti vì là đi xuống dưới kia. Mấy anh đi ra cửa tôi cũng theo ra tận nơi và nói. Các anh về ạ. Ông dân phòng với cái rùi cui lại thể hiện. Nói ít thôi. Tắt đi ngủ đi. Tí quay lại còn để thì đừng có trách. Đúng là cái thể loại có bóng quan lớn to mồm Vậy mà những lần vào quán mình nhờ gửi thư Thì niềm nở tươi cười thế Ô cái loại cháu trở dở mặt như dở bàn tay Loại này nói tôi đéo thèm nói lại Các anh đi xong tôi vào nhà tắt bớt điện cho đỡ sáng Vì còn hai đứa đi làm chưa về Nên vẫn phải để cửa đợi chúng nó Tôi nhắn tin cho bà chị Thế nãy có vấn đề gì không chị? Hôm nay đi kiểm tra Còn mặc cả cái ông phục cơ đấy Mà toàn là người lạ thôi Chị tôi nhắn lại Ừ không sao Mới về thì việc của nó phải làm là như thế Chị cũng nói chuyện rồi Hôm nào mời đi ăn một bữa Giờ có tí quả cáp Nhà mình tầm này đông người Tôi hỏi Thế hôm nay phải nghỉ sớm à Ừ Cậu xem đóng cửa đi Nể mặt nhau một tí Dù gì cũng vào tận nhà nhá Chắc hôm nọ chị đi gặp Không có mặt cậu Nên bọn nó đi vào nhìn thấy lạ nên hỏi nhiều không sao mai chị xuống xem thế nào đang nhắn tin thì cái dung với cái hoa đi về thấy chúng nó dựng xe ở ngoài tôi nói cho xe vào trong nhà luôn em ơi cái dung nhanh nhở nãy có cán bộ vào nhà mình hả anh em với cái hoa đi về thấy đứng ở trong này đông nên không vào nhà nữa thấy họ đi em mới dám về đúng người có kinh nghiệm khôn vãi Bảo sao tôi cứ thắc mắc hai đứa nó đi đầu lầu thế Hóa ra nó đánh hơi được nguy hiểm, nên phóng qua nhà luôn chứ không vào. Tôi gật đầu. Ờ, họ vào bỏ đóng cửa tắt điện nghỉ sớm, dung khôn như chó ấy nhỉ? Cho xe pháo vào nhà đóng cửa không làm nữa. Mấy anh em bỏ đồ ra ăn và ngồi trên gió, dung tiếp nốt câu chuyện đang dang dở. Em làm ở mấy chỗ em biết, ở mình còn lo lót tốt, họ đến còn nhẹ nhàng. Chỉ chỗ em làm người trước ấy. Một hai giờ đêm họ đập cửa Dựng hết dậy Kiểm tra giấy tờ Chủ phải đóng ngay cái phong bì rồi nói khó mãi họ mới để yên đấy Tôi hỏi nó Thế mày đã bị bắt bao giờ chưa Dung vừa ăn vừa nói Em chưa Em chưa đi khách mà bị bắt bao giờ Chỉ có một lần đang đi Khách nó đang nằm đè trên người Tự nhiên bên ngoài gõ cửa mầm Hỏi không ai nói Em sợ quá đạp mẹ thằng kia xuống mặc vội quần áo Thằng khách thế thế cũng tưởng là có công an Mặc luôn quần Không kịp mặc xịp Tôi hỏi thế sau đó thế nào thì nó nói Có phải đâu Thằng nào đi xong đợi bạn mãi không thấy ra Nó tưởng phòng em và phòng bạn nó đang đi Cứ đứng gõ cửa Sau phá đấy hết hồn Em với ông khách cứ ngồi trong phòng Mãi thò ra mới biết là không phải Bảo sao tôi nhớ có lần ông chủ nhà nghỉ gọi nhầm phòng Mà khách sợ không lên được luôn Đàng cơ cao trào mà toàn thằng chơi ác Lắm lúc đang làm Mà nó làm cho quả tịt luôn Nghĩ đến cảnh đấy mà đau cả bụng Mọi hôm giờ này vẫn là giờ cày Hôm nay đóng cửa sớm Mấy em lại được dịp buôn chuyện Hoa kể Em cũng chưa bị bắt bao giờ Nhưng có một lần như này Mà em phải thấy là mình may mắn Tôi hỏi chuyện của nó làm sao Nó tiếp tục Thì có lần nhà nghỉ họ gọi em sang đi khách khách nằm ở trên phòng rồi em đi sang thì thấy một chị đang đứng nói chuyện với chủ nhà nghỉ cái gì đấy xong chị đi lên tầng em thì cũng nghĩ là chị này đi làm em đi theo sau thì thấy chị vào đúng cái phòng mà nhà nghỉ gọi em lên chuyện ly kỳ lắm đang kể thì nó lại nhai tiểu ăn tiếp sức tôi nói xong làm sao nữa kể nốt đi rồi ăn nó nuốt xong vừa tiếp tục Thì em đứng nhìn Thấy bà ấy vào phòng Nhưng không đóng cửa Em nghe thấy bà ấy nói Ôi giời, chồng với con say thì không về nhà ngủ Còn bà đây làm cái gì Khổ say không biết gì thế này May sao em tìm được anh Dậy dạ, dậy, dạ, em gì về nhà ngủ Ở đây tốn tiền mà ai chăm Cả nhà chăm chú nghe câu chuyện Hòa tiếp Em thấy thế đi xuống về luôn Đi qua lễ tân em còn mắng cái thằng ở đó còn mẹ nó tí nữa thì em chết thằng lễ tân nó bảo không nhìn thấy em lên lúc đó mải khách nó cũng gọi về cho chị nhưng chị không nghe máy tôi cười quán ruột hòa mày thật sang sớm tí nữa thì bái tóm cả đôi hoa kể tiếp em đứng ở bên dưới thấy bà vợ dìu ông chồng từ trên tầng xuống và trả nhà nghỉ năm chục tiền phòng xong cảm ơn thằng lễ tân dối rít bái bảo bái nãy thoáng thấy bóng chồng vào đây đi vào hỏi thì thấy đúng xe máy của chồng lên phòng thấy ông ấy say quá hai vợ chồng bái về thằng lễ tân mới nói bố kia giả sai đấy vào đây tỉnh như sao con bảo anh gọi nhân viên cho cơ mà thế mà bây giờ không mở được mắt tỉnh táo như con cáo cây hoa đứng chửi thằng kia mấy câu nữa rồi mới về tôi không nhịn được cười may mà cửa phòng không khóa nên bà vợ mở cái được luôn chứ ví dụ mà khóa phòng vợ gõ cửa gọi ông kia tưởng nhân viên đi ra mở thì đúng là ăn cứt cây hoa cũng may là đi sau bà ấy chứ đi trước thì chết thế em mới nhớ đời đúng là làm nghề gì cũng có nguy hiểm rình rập chuyện thì cũng buồn cười nhưng cũng khá là cay đắng khi chúng nó không phải cặp bồ không đong đưa các quý ông nhưng khi bị bắt thì tội lỗi bao giờ cũng là do tụi nó hết Công việc mọi ngày vẫn diễn ra bình thường như thế Tôi ngày nấu hai bữa cơm Chăm lo cho chúng nó Kiêm quản lý, thu ngân Bọn nó ngủ ngày cái đêm Nhân viên thì không được đông như lúc tôi mới bắt đầu làm Nhưng đó là tình trạng chung Quán tôi may mắn là vẫn duy trì được việc làm ăn Vì còn có người Một vài quán khác còn phải đóng cửa Từ đợt Tết ra đến giờ Chẳng hiểu sao Mà năm nay kinh tế đói kém Làm ăn cái gì cũng chẳng đâu vào đâu Tôi với bà chị cũng tìm mọi quan hệ quen biết để tìm người mới xuống làm, mà đa phần đều lắc đầu. Ngay cả đến đồ dơn còn chẳng có nhân viên. Lý do là vì bây giờ chúng nó không đi làm gái nữa, mà chuyển sang một cách làm mang tính cao sang hơn, đó là dịch vụ. Thực tế thì cũng là phò, nhưng nó ở một cái tầm cao mới, sang chảnh hơn, tự do hơn, nhiều tiền hơn. Ở những cơ sở nuôi gái dịch vụ bây giờ người ta tinh vi và cũng thủ đoạn hơn. Họ mở một quán karaoke hoặc mở một nhà nghỉ. Họ không nuôi như là chỗ tôi. Mà họ cho nhân viên thuê phòng, kiểu như là sinh viên thuê nhà trọ, ăn uống, ngủ nghỉ các bạn tự lo. Có khách thì tất nhiên các bạn đi, nhưng là bạn tự đi, không có liên quan đến chủ quán. Họ chỉ thu tiền phòng của bạn, giá cả thỏa thuận 100-150 nghìn phòng chẳng hạn. Không cần biết giá vé một lần của nhân viên là bao nhiêu, kể cả nhân viên có đi một triệu một vé thì họ cũng chỉ lấy tiền phòng. Chưa kể khi đi hát, đi bay, nhân viên được trả tiền theo tiếng. Vừa được ăn chơi, vừa có tiền mà bay nhảy xong lôi nhau ra nhà nghỉ làm giá rồi quất. Tự thu tiền, tự hưởng luôn, ngon quá còn gì. Thế nên sau Tết, đa phần nhân viên về ăn Tết là bỏ chỗ cũ, đi làm dịch vụ hết. Nói ra cái lợi thì ai cũng tặc lưỡi. Ừ thì làm cái kia ngon thế mà sang chảnh hơn phò, tội gì chúng nó không làm. Đời đâu như mơ Cái gì chẳng có cái giá của nó Nếu muốn làm như thế thì trước hết cần phải có một nhan sắc ưa nhìn Một thân hình thon gọn Mấy ông cứ thử ngẫm mà xem Gái tiếp khách trong mấy tụ điểm karaoke lớn Em nào cũng là hàng chuẩn Toàn hot girl không Nhìn thì sang chảnh vậy thôi Có tiền là nệ được tất Vì gốc gác cũng từ làm gái mà ra cả Cái tiếp theo Nếu đã xác định làm dịch vụ Thì khi bị bắt nhân viên cứ gọi là tập xác định vì mỗi địa phương có một cách làm việc khác nhau ví như chỗ tôi thì dù nhân viên bị bắt nhưng mọi tội lỗi là chủ phải nhận hết không nhận không được nhân viên chỉ bị giam một hai ngày khi nào mà tóm được chủ thì nhân viên được thả nhân viên không bị đưa đi cải tạo hay phục hồi nhân phẩm đấy là do có chủ bảo hộ rồi còn chỗ khác á tiền nhiều đấy nhưng bị tóm thì xác định là vô trại luôn nhé chủ nó không liên quan đâu Công lắm là chỉ bị phạt hành chính lỗi vớ vẩn thôi Chúng nó đâu có nuôi nhân viên Nhân viên tự đi làm tự thu tiền đấy chứ Và cứ thế em bày Cỡ mấy đứa nhà tôi thì chỉ có cái Trang hoặc cái Dung là đi làm kiểu đấy được Còn Trang thì xinh Mặc dù nó hơi khó tính Nhưng nếu tiếp khách hát với bài lắc Thì đúng nghề của mẹ rồi Ham vui mà Chẳng thế mà cũng có người manh nha gọi điện nhắn tin rủ nó đi làm dịch vụ nhưng khổ cái con bé bị tôi dọa cho không có dám đi mỗi lần dọa tôi đều bảo mày cứ nghe mấy cái thằng quen trên mạng đi nó bán cụ mày sang trung quốc thì nó có kêu không nhìn con hương à đấy nhà người yêu có quán karaoke đấy Giờ có khi mất cụ mới xác rồi con trang nghe bị bán là kinh á cả đời nó ương bướng nhưng cứ nghe đến bán sang trung quốc là nó sợ với tiệm cây linh cũng muốn ở đây làm nên nó cũng không cho cái trang đi phải tốn bao nhiêu nước bọt Tôi mới dụ được nó xóa số chặn face Mấy cái thằng kia lại Cứ để thế kiểu gì có ngày nó cũng đi Và Dung cũng có thể làm được Vì nó chiều khách Nhưng Dung thì lại không ham mô hát hò hay bay nhảy Cái nó quan tâm là nện và được nện Ngày không đi được 10 cái là nó không chịu được Nói nôm na thì cũng giống như là bị bệnh sinh lý Không có là nó cũng không chịu được Cho nên nó chẳng nghĩ đến dịch vụ gái với hát Nhưng đấy chỉ là một phần con dung nó không ở chỗ nó biết ở đây chủ phải lo liệu tất ăn uống có người hầu nó cũng đi làm khắp nơi rồi tốt xấu thiệt hơn thế nào nó lại không biết đợt vắng khách nó chẳng xin về rồi tạt đi chỗ khác làm một thời gian sau không kiếm được hơn ở đây nó mới quay lại vào chuyện chính mới tuần trước khi có mấy anh kia đến nhà kiểm tra và bắt nhi đóng cửa sớm hôm đó mấy anh em còn ngồi nói chuyện về việc bắt bớ đúng là độc mồm độc miệng. Hôm đó là đầu giờ chiều, tôi đang nằm trong phòng nghe nhạc thì có điện thoại từ nhà nghỉ Hoa Lan 2. Alo, em à, nhân viên nhà em đang đi khách ở dưới Hoa Lan 1 phải không? Không anh ơi, nãy anh gọi mượn số Hoa Lan 2 nhà nghỉ chỗ anh cơ mà. Không, anh gọi xuống nhưng đi cho bên Hoa Lan 1. Ồ cái định mệnh, cái nhà nghỉ Hoa Lan 1 ấy nó rất là hãm, cái con mụ trong nhà nghỉ nó keo kiệt, Bùn xỉn đến từng cái bao cao su. Có một lần tôi chở nhân viên xuống đó đi làm mà cay cú cãi nhau. Nhân viên thì nhà nghỉ đấy nó mượn, nhưng nó không đưa bao cho nhân viên vào phòng. Hôm đó cái trang chạy ra và bảo tôi. Anh ơi, nhà nghỉ họ bảo chúng mày đi làm tự chuẩn bị bao. Tức mình tôi đi vào nói với con mụ chủ. Cô bị làm sao đấy? Nhà nghỉ mà không có bao, mà đây là khách nhà cô mượn nhá Đã trở xuống tận mồm có bao của còn kẹt xỉ Con mụ kia nói lại Thế mày không biết mang đi cho chúng nó à Bà bị điên đấy à Nhà nghỉ nào người ta cũng có bao Trừ khi đi khách sạn xa thì mới chuẩn bị bao Ngày trước có thằng trẻ nó làm Vẫn đưa bao bình thường Nói xong tôi quay lại bảo cái trang Đi về không có đi nữa Làm ăn trả ra cái gì cái trang trèo lên xe thì con mụ kia gọi với Đây 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 bao đây Tay bũ đưa một cái Tôi quay lại Bao biết gì Nghỉ Từ sau đừng có mà gọi Cả tuần gọi được một khách Làm ăn như thế nghỉ mẹ nó đi Xong hai anh em chở nhau về Về đến nhà tôi chặn luôn số của Hoa Lan một Thế nên có bao giờ tôi cho nhân viên xuống đó đâu Hôm nay ông kia lại còn gọi hộ Tôi tiếp câu chuyện đang giờ Thế sao hả anh? Dưới đó đánh nhân viên nhà em à? Bên kia ông Hoa Lan Hai nói hốt hoảng. Chết rồi em ơi, công an nó ba... đi bắt đập đá. Nó kiểm tra các phòng thì bắt được ba đôi. Dưới đó mới gọi cho anh. Bọn nhà em bị bắt rồi, nó đang lấy lời khai. Em xem, trốn đi. Tôi nghe thấy mà hoảng hồn. Đây là bắt thật chứ không phải chuyện đùa nữa rồi. Dưới đó đang đi là cây dung với cái trang. Kiểu gì nó cũng khai ra quán. Tôi gội vàng gọi kích hoa với cái linh hai đứa lấy xe máy đi lên thuê một phòng ở nhà nghỉ trên kia ở tạm hôm nay nhà mình bị bắt ở dưới kia rồi hai đứa kia nghe vậy dậy đi luôn tôi lấy tiền nong xé hết sổ sách sổ ghi vé hàng ngày cho hết vào một ba lô tôi đi sang quán nước đối diện bên đường ngồi vào góc khuất nhìn sang bên quán vì vội nên tôi không kịp đóng cửa mà tâm lý lúc đó cũng không nhớ mà đóng cửa nữa Quán nước bên đường cũng là chỗ thân quen của chị tôi Quán đó là nơi mấy thằng em của bái hay tụ tập để bảo kê cho quán nhà Tôi đi xa nói Mấy thằng chúng mày đừng có tụ tập ở đây nữa Một thằng đi tìm chị, tao ngồi đây xem thế nào Bỏ nó đi Lúc này tôi mới lấy điện thoại chạy vào nhà vệ sinh gọi cho bà chị Chị ơi, nhân viên nhà mình bị bắt hai đứa dưới kia Em bảo hai đứa ở nhà trốn đi Còn em cũng đảng quán đối diện Bà chị tôi nói Chị biết rồi, nãy nhà nghỉ nó gọi điện bảo không phải bắt đá đâu nó bắt nhà mình đấy cậu đi được là may rồi mà không đi đâu xa hẳn chỗ đó đi còn ở lại làm cái gì tôi nói thì em xem có đúng nhân viên nhà mình không mới nghe vậy em cũng chưa biết là ai chị biết là được rồi lát em đi taxi luôn tôi đi ra thì đã thấy ngay hai ô tô dựng trước cửa lúc này điện thoại tôi dùng để làm đã tắt máy Tôi đáp con mẹ nó cả sim đi luôn Cố giữ bình tĩnh ngủ nước Nhưng không nhìn chăm chú sang bên kia đường Thoáng qua tôi thấy bốn người mặc thường phục Hai người đứng trước quán Hai người vòng ra lối sau Còn hai anh kia thì đang đi lại trong nhà Lúc này không có ai ở nhà Họ phải đào đi đào lại mấy vòng quanh nhà Đi ra đi vào Phải gần hai tiếng sau họ mới đi Thấy gọi điện thoại liên tục Biết quán quả này không xong rồi Tôi gọi taxi đi hẳn lên Hà Nội bởi vì trước khi làm tôi cũng tìm hiểu Quan luật mại dâm với các khung hình phạt. Mặc dù quán là của chị tôi, nhưng hiện tại tôi đang ở đó và quản lý. Trực tiếp làm việc với khách, suy ra nếu tôi bị tóm thì tôi là người chịu tội. Cái này hai chị em cũng đã nói rõ với nhau người từ đầu. Mà việc bắt được chủ với không bắt được chủ nó khác nhau hoàn toàn. Bắt được chủ thì xác định có ra phải một mả tiền. Bà chị tôi cũng từng nói. Cậu cứ yên tâm, nếu có bị bắt có tiền là ra được hết nhưng phải ở trong đó ít nhất một tuần đến một tháng lâu ba tháng tôi chưa bị ngô nên còn một phần trăm té được thì tôi vẫn phải té đằng nào cũng là lo thì không ở trong đó nhưng vẫn hơn rất nhiều tối hôm đó tôi có mặt ở Hà Nội thêm một phòng tại một hotel theo ở cầu gỗ tôi mới tiếp tục gọi điện nói chuyện với chị tình hình sao rồi chị chị tôi bên kia nói hai đứa nhà mình bị bắt nó đến quán tìm chị đấy chị cũng đang lánh đi nhờ người giúp cậu không ở đó là không sao đâu quán đó chị vẫn là chủ nên nó chỉ tìm chị thôi nhưng cậu cứ lánh đi đã đừng có về nhà tôi thấy hơi lo lắng sao bảo lo lét hết rồi cơ mà chị tôi tiếp công an thành phố em ạ à, không phải quận huyện gì đâu quán mình là quán duy nhất chưa bị đập lần nào vụ này căng đấy chị gọi cho mấy ông ở huyện ai cũng nói không biết nhưng bọn nó cố tình ấy thế hai đứa nhân viên thì sao hả chị có lo cho chúng nó về được không nhân viên thì không lo kiểu gì chúng nó cũng được thả vấn đề bây giờ mình phải tìm cửa chạy giải quyết nhanh mà cậu bảo hai đứa kia cứ về nhà đi không đi làm ở nhà trong nhà chị giờ phải nhờ người đi đặt vấn đề không có ra mặt được tôi cúp máy gọi luôn cho cái hoa Em với Linh về nhà đi, không sợ gì cả, tụi em cứ ở đấy, không ai bắt. Anh với chị đang đi lo cho hai đứa kia về, đừng đi làm nhé, đóng cửa ở trong nhà thôi. Hai đứa nó vâng dạo rồi tắt máy. Ngày hôm đó tôi lo lắng, hoảng hốt thật sự. Nghĩ lại thật là may, mà nhanh chân trốn kịp. Chứ không hiểu nếu bị bắt, thì giờ tôi phải bị bọn nó đánh cho thừa sống thiêu chết. Ngày hôm sau cái hoàng gọi điện. Anh ơi, nãy CIA lại vào nhà mình đấy họ hỏi chị xong em bảo chị không có ở đây họ hỏi ai quản lý em bảo không có ai chỉ có bọn em ở đây họ đưa cái giấy anh ạ à. tôi bảo nó chụp hình tờ giấy cả mặt trước lẫn mặt sau gửi cho tôi giấy triệu tập ghi rõ họ tên bà chị tôi vậy là tạm thời tôi không có liên quan cái linh lại gọi tiếp họ bảo đừng để phải đến lần thứ ba lúc đó sẽ phát lệnh truy nã thế kết dùng với cái trang sao rồi anh tôi cũng chưa biết tình hình như thế nào nhưng vẫn phải chấn an tụi nó bỏ nó cùng lắm hai ngày nữa là về thôi em chị đang đi lo liệu yên tâm nói xong tôi tắt máy nằm suy nghĩ đã hai hôm nay chị tôi không gọi điện biết bái cũng đang lo việc nên tôi cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cả sang ngày thứ ba chị tôi gọi xong hết rồi đi em ạ mất hơi nhiều nhưng như vậy cũng còn là ít nếu một trong hai chị em mình bị bắt thì phải gấp đôi chỗ đấy mà còn dính án bao nhiêu ở chị thế xong thật chưa nhân viên bao giờ được về chị năm trăm triệu nhân viên thì tối nay chị phải đến đó làm thủ tục ký giấy tờ muộn nhất mai hai đứa nó mới được về Và ai năm trăm triệu với tôi là một con số lớn chị tôi tiếp năm trăm triệu theo chị là chấp nhận được hai đứa nó khác một đứa Thêm nữa, quán làm man bao nhiêu năm, may cậu không bị bắt, nếu không phải thêm vài trăm, mà bắt được cậu không ra được ngay đâu, có khi phải chạy án đấy. Hai chị em không bị sao là may rồi. Đây là chỗ chị quen biết, nhờ cậy mới có cái giá đấy. Thôi, tôi cũng không muốn quan tâm đến tiền nữa, ít ra thì bái cũng nói chắc chắn bọn kia được thả. Tôi hồi hộp chờ đến tối xem bái đi lo việc như thế nào. đợi mãi đến 10 giờ tối mà chưa thấy gọi điện nóng ruột tôi gọi cho bà ấy phải năm cuộc mà không qua bắt máy gọi mãi không được nhắn tin bà chị cũng không trả lời tôi cũng có suy nghĩ như mấy ông nói ở phần trước có khi nào bà chị bị bẫy đến nơi là tóm luôn không càng nghĩ càng lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm thế nào ít ra điện thoại gọi vẫn có chuông để điện thoại sang một bên tôi nằm bắt tay lên trán nghĩ ra đủ cái không may có tin nhắn vội vàng chộp lấy cái điện thoại thì tôi thấy bà chị nhắn tin Lúc đó là 22 giờ 47 phút Giờ mới được về đây Ngồi trong đó làm việc không nghe được điện thoại Cậu gọi lắm thế Thì không gọi được mới phải gọi nhiều Giấy tờ gì mà lâu vậy Lẽ ra là xong lâu rồi Nhưng cái trang viết tường trình sai bé bét Viết đi viết lại ba lần Mấy thằng kia nó còn phát cáo Sao nó phải đọc cho mà viết Vô cái con ngủ Bị ra mà trong đó mấy ngày nó chẳng sợ hết hồn Biết được là may Thêm nữa Trình độ học vấn của nó chỉ hết cô lớp 6 Nói tỉnh ngọng Viết sai chính tả tùm lum Tôi lại hỏi Thế chúng nó được về chưa hả chị Bà chị không nhắn nữa mà gọi điện lại Mai nó về Chưa mai bọn nó tự gọi taxi về Lúc tao vào thấy hai nơi nó bị giam chung một buồng Nhìn thấy tao còn suýt khóc Xong hết hồn nhưng chờ chúng nó về còn phải qua cáp một vài người nữa. Thế là may rồi. Tưởng nó tóm luôn cả cụm thì đúng là chết hẳn. Thế bây giờ chị về chưa? Giờ chị về thẳng quán xem tình hình hai đứa ở nhà, mà cậu xem đi chơi một hai hôm, không thì về luôn cũng được. Xong rồi thì em cũng về luôn chứ chơi bời cái gì, tiền nong còn cầm trong người, về cho nó lành. Hai chị em nói chuyện xong tôi mới thấy thoải mái. Lúc đấy mới thấy đói vì từ chiều đến giờ chưa ăn gì. Tắm vội, đóng bộ đeo ba lô, tôi lượm một vòng cầu gỗ. Theo có quán miến luôn khá ngon, tôi tạt vào định làm một bát. Chắc do tâm lý thoải mái, cậu vẫn đang đói, nên hôm đó tôi ăn hẳn hai bát. Mà công nhận là ngon vãi. Sáng hôm sau tôi dậy, gọi xe ra bến Mỹ Đình bắt xe về luôn. Về đến nhà tầm 12 giờ, vào nhà thì chỉ có cây hoa với cây linh đang ngồi trong phòng. Tôi hỏi, cái dùng với cái trang chưa về à em hai đứa nó quay lại thấy tôi nó nói anh về rồi đấy à chưa thấy đâu anh ạ hôm qua chị cũng ngủ ở đây sáng mới đi ờ à, hôm bị bắt cũng bắt đầu giờ chiều chắc phải tầm đấy nó mới thả thế hai đứa ăn cơm chưa bọn em ăn mì tôm rồi mấy hôm anh đi toàn ăn mì với đóng cửa ở trong nhà tôi không nói gì đi vào phòng thay quần áo sắp xếp lại đồ đạc Gọi hai đứa kia ra dọn dẹp quán xá Mấy hôm không quét dọn nhà bẩn quá Ba anh em đang lau dọn Thì có chiếc taxi đỗ trước cửa Bước xuống xe là Dung và Trang Vẫn nguyên si bộ quần áo hôm bị bắt Nhìn chúng nó bơ phờ Tóc tai rũ rượi Mặt mũi hốc hác Mắt thâm quầng Cho không ngủ được Xuống xe Trang chạy thẳng vào quán ôm lấy cái linh khóc như mưa Cái Dung thì mặt lầm lì đi vào nhà Đi qua tôi nó chỉ nói em chào anh tôi bảo hai đứa đi tắm rửa thay quần áo đi anh gọi đồ ăn về đây rồi cái trang lau nước mắt gật đầu rồi đi vào trong hai đứa nó tắm xong thì đồ ăn cũng vừa đến tôi gọi chúng nó ra ăn nhìn hai đứa ăn ngon lành tôi hỏi thế ở trong đó nó cho em ăn cái gì cơm với hai miếng thịt mỡ rau muống luộc ạ à? mấy hôm em sợ không ăn được ấy em khóc suốt chị dung còn chửi em cái Dung quay ra nói Thì vào đó ai chẳng sợ Mày cứ khóc như thế ai mà chịu được Có mấy ngày mà khổ lắm anh ạ à. Tôi đợi chúng nó ăn xong rồi hỏi chuyện tiếp Thế hôm bị bắt đầu tiên như thế nào ở Dung Dung kể Hôm đó Anh bảo hai đứa xuống Hoa Lan 2 Em với con Trang chở nhau xuống đó Thì ông ở Hoa Lan 2 bảo đi sang Hoa Lan 1 em cũng biết trước giờ nhà mình không có đi khách ở đấy nhưng lỡ xuống rồi nên cố đi không mẹ mất công vào hoa lan một thì có khách ngồi đó sẵn rồi anh ạ hai người họ chọn xong thì dắt bọn em vào phòng vào ngồi năm phút em cởi quần áo khách cũng cởi vừa cởi hết quần áo thì có người gõ cửa bảo công an đây em vơ vội quần áo mặc mà thằng khách nó không cho nó đập cửa xông vào bảo giữ nguyên như thế Thằng chụp ảnh, thằng chửi Chụp xong nó mới cho em mặc đồ Nghe nó kể như vậy thì là bị bẫy rồi Chứ đá đập cái gì Tôi hỏi tiếp Hôm đó anh thấy bảo có ba đôi cơ mà Nhà ai nữa Vâng Còn một đứa Nhà tít dưới kia nữa Sau khi bị bắt xong Bọn nó đưa em ra ngoài phòng khách Nhà nghỉ để ngồi làm việc Hỏi tên tuổi Quán ở đâu Chủ là ai đi khách như nào thu bao nhiêu tiền hỏi nhiều lắm mà hỏi cả hai đứa một lúc cái trang tiếp lời em vừa nói thế có một thằng nó vả em hai cái liên tiếp bảo mày khai vớ vẩn em nói khai thật thì nó túm tóc tát em ba cái nữa nó nói luôn là em ở nhà này chủ là chị nó định đánh tiếp thì có người can ra nói đến đây thì nó chảy nước mắt cái cha nói Em thấy chị Dung bị đánh, em sợ quá nên em khai hết. Nó hỏi em bao nhiêu tuổi. Em nói em sinh năm 98. Nó đòi chứng minh, em không có. Nhiều cái bọn em chưa kịp khai, người ta đã đọc hết ra rồi anh ạ. Tất nhiên rồi. Lấy lời khai chỉ là để có thủ tục, còn hồ sơ lý lịch nó nắm hết trong lòng từ bao giờ. Mà chẳng phải tự nhiên chúng nó gọi hai đứa sinh nhất nhà xuống đó. Dung kể tiếp. Bọn nó hỏi em làm lâu chưa? ngày đi được bao nhiêu khách em trả lời là mới xuống gần đây không có khách nên mới phải đi xa tận đây nó hỏi cái trang là bảo xuống đây làm hai chị em đều bảo tự xuống cái trang thì không bị đánh mỗi em cái trang kể mà họ toàn chửi với gọi là con ca ve con phò này thôi nói sai là họ bắt đánh và bắt khai lại hai đứa nhà kia nói không biết chữ cũng bị đánh cho mấy cái vào mặt họ chửi ghê lắm Giờ chúng mày mới biết à? Khi CIA hỏi cung không có giống như người phán xử gọi anh với tôi văn vở ở đâu. Thực tế là chỉ có đụ má mày, con chó, lũ lợn, với nắm đấm mà thôi. Nhiều khi chưa hỏi nó đã buộc phủ đầu rồi ấy chứ. Ông nào vào tù về mà chẳng thế. Nghĩ lại phim đúng là phim. Trên phim thì tử tế thanh cao lịch sự. Còn ngoài đời. Thôi, tôi hỏi. Thế cái con đấy nó bị giam với em mà hôm qua chị bảo chỉ có hai đứa bị nhốt dung trả lời bọn em bị bắt ngồi nhà nghỉ đến chiều muộn em nhớ lúc đó có người gọi điện đến cho một ông ở đấy nói vào quán không thấy ai bao lâu sau họ mới cho bọn em lên xe trở về đồn lúc đi thì có con kia nhưng lúc đưa vào phòng giam thì không thấy nó đâu nữa chỉ có em với cái trang thôi câu chuyện đến đây thì trăm phần nghìn quán tôi bị tròn cướt rồi cũng phải thôi bà chị tôi làm bao nhiêu năm nay những quán khác cứ lần lượt ra đi Chỉ có quán này là tồn tại từ lúc bắt đầu Quan hệ với huyện thì còn tỉnh Mà quan hệ với tỉnh thì còn thành phố với trung ương Suy cho cùng Nó thích giết lúc nào thì giết Có khi còn là chính cái quan hệ nó giết mình Bọn nó nói là thành phố Chứ thực ra nó là ai Mình đâu có biết Ở đâu thì cũng cần thông qua trước với chính quyền địa phương Và thành phố thì không thể nào Mà nhân viên chưa khai nó đã biết gốc khác Ngọn ngành Chuẩn đến từng cm như vậy dùng nói tiếp trong phòng giam hai ngày đầu không có tin tức gì họ toàn bảo em là lần này không bắt được chủ thì cho chúng mình đi tù con trang thấy thế khóc cả đêm em cũng sợ chị không lo cho bọn em ra được con trang nói hôm qua gặp chị mà em cứ khóc thôi nhìn thấy chị em mừng lắm ngủ không có màn mũi đốt cả đêm vừa đau vừa khóc Nhìn hai đứa nó lúc đấy tôi thương vô cùng Cái cảnh bị giam mà không biết tương lai sẽ ra sao Đừng nói mấy đứa con gái Đại ca Giang Hồ vào đó còn buồn bực đến phát ngộ lên đấy chứ Kết cục này tôi cũng đã hỏi qua bà chị từ trước Khi mà bái nói quán chưa từng xảy ra việc gì Nói chung là bái đủ sự tự tin và các mối quan hệ Nhưng tự tin quá thành tự kiêu Để rồi trở tay suýt nữa thì không kịp Ngày hôm ấy chỉ cần bái bị tóm Hoặc tôi bị bắt thì mọi chuyện nó sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác Không bao giờ có cái giá 500 Nhưng mặc nhiên Mọi sự điều tra đều nhắm vào bà chị tôi hết Mặc dù tôi ở đó cũng đã có một thời gian Nhưng khi hỏi cung Không anh nào đả động đến tôi cả Các anh chỉ xoay quanh việc Bắt nhân viên khai Xoáy vào trọng tâm là bà chị tôi Vì tôi làm gì có tiếng tăm Làm gì có tiền Làm gì có quan hệ Có chăng tôi cũng chỉ là người làm thuê về mặt này phải nói các anh quá tỉnh táo Chứ có bắt bọn nhân viên khai tôi ra Thì cũng chỉ thêm một thằng tù Giả dụ tôi bị bắt Mà bà chị tôi phủi tay Thì các anh treo mõm Nên việc bỏ qua tôi là lựa chọn sáng suốt Túm thằng có tóc Chứ ai túm kẻ trục đầu Đang nói chuyện thì bà chị tôi gọi Hai đứa nó về chưa Về rồi chị Vẫn cơm xong Em đang ngồi hỏi tí chuyện Bà ấy nói cứ chấn an tụi nó ở lại làm như trước Làm cái này không tránh được cái việc bắt bớ Tối bà ấy xuống quán nói chuyện Bà ấy bảo tôi vẫn mở quán và làm bình thường Quý vị và các bạn thân mến Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 9 Rất là drama Và cũng đã có một cái hơi hướng dính dán pháp luật rồi ở à, Bộ truyện nghề nuôi gái của tác giả Trường Lê Sẽ còn tiếp tục diễn biến nữa Với rất là nhiều tập truyện đằng sau Quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Góc chuyện để gặp lại Hồng Nhung được thường xuyên nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.